Còn một ngày nữa, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra. Nhiều học sinh vẫn tiếp tục ôn luyện nước rút với tinh thần căng thẳng. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thí sinh nên bình tĩnh, hệ thống hóa kiến thức trước khi bước vào kỳ thi. Đối với kỳ thi đánh giá năng lực thì mục tiêu của nó đề ra là để giúp cho thí sinh vận dụng kiến thức, vận dụng những kỹ năng để giải quyết những cái vấn đề. Đề thi không hỏi khó, không yêu cầu học thuộc, không học thuộc lòng mà yêu cầu vận dụng. Chính vì vậy mà chúng tôi chỉ khuyên thí sinh là cần phải có sự hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng của mình khi chuẩn bị cho cái kỳ thi. Khi mà có một sự hệ thống hóa tốt, suy luận tốt thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được những cái kết quả tốt trong kỳ thi. Việc chuẩn bị cho kỳ thi nên được thực hiện bởi bản thân thí sinh. Chúng tôi không khuyến khích tham gia các cái tổ chức luyện thi. Tuy nhiên thí sinh cần chủ động ôn luyện. Cái việc ôn luyện đấy có khả năng là tự thí sinh hoặc là một nhóm bạn bè cùng phối hợp với nhau để trao đổi ôn luyện, cũng như là các thầy cô trong trường phổ thông hỗ trợ các em để ôn luyện. Tất cả những nội dung cần thiết về thi đánh giá năng lực, những bài thi minh họa, bài thi mẫu đều được công bố. Vậy thí sinh căn cứ trên những cái bài thi mẫu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để mà chuẩn bị cho kỳ thi. Theo ông Chính, thời gian gần đây có nhiều trung tâm chiêu sinh luyện thi đánh giá năng lực, song thí sinh cần cẩn trọng. Hiện nay, cá nhân tổ chức ôn luyện thi dựa vào cấu trúc bài thi trong đề thi mẫu của đại học công bố để xây dựng đề thi cho học sinh, nên những bài thi này chưa được kiểm chứng và có khả năng sai. Đáng chú ý, nhiều trung tâm còn tự gắn mác Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để cấp tốc tuyển sinh với những chiêu trò cam kết đổ. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bất cứ một hình thức ôn luyện nào cho kỳ thi đánh giá năng lực này, không ban hành các tài liệu luyện thi, không tổ chức các cái trung tâm luyện thi, không tổ chức các hình thức luyện thi online. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng là cần phải xác định được những cái chất lượng thực sự của những cái tổ chức luyện thi này, cũng như là những khóa luyện thi. Tất cả những cái tổ chức này đều không thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, những logo hoặc là những cái tên gọi mà có liên quan đến Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh của các tổ chức luyện thi hoặc cá nhân luyện thi này là đều không chính xác. Đợt một kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ngày 7 tháng 4 tại 24 tỉnh thành, thu hút hơn 96.000 thí sinh đăng ký dự thi. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan trên giấy trong 150 phút. Độ khó câu hỏi được chia theo 3 cấp độ: cấp độ 1 chiếm 30%, cấp độ 2 chiếm 40% và cấp độ 3 chiếm 30%. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần, mỗi phần kiểm tra các lĩnh vực kiến thức khác nhau.